Mặc dù có giá bán dễ tiếp cận hơn so với Kia Soul Net, tuy nhiên doanh số của Toyota Raize đã bị đối thủ trực tiếp này bỏ xa, và hiện đã có những ưu đãi để tăng sự cạnh tranh. Thời điểm mới ra mắt, Toyota Raize từng là mẫu xe gây sốt thị trường khi người mua phải chịu chi thêm một khoản tiền chênh lệch mới có thể có suất nhận xe. Để tăng sự cạnh tranh, thì hiện nay nhiều đại lý sẵn sàng giảm hơn 50 triệu thậm chí là 60 triệu cho Toyota Raize. Hiện vẫn chưa rõ ưu đãi này chỉ giảm tiền mặt hay đi kèm phụ kiện, nhưng giá trị mức giảm trên vẫn cao hơn ưu đãi 50% của Kia Soul Net. Tuy nhiên đó là thời điểm ban đầu bởi đối thủ trực tiếp là Kia Soul Net đang có sự bứt phá doanh số như ưu đãi giảm 50% phí trước bạ từ nhà nước. Trước đó Toyota Raize có mức giá niêm yết 560 triệu, như vậy thì mức giá ra biển tại Hà Nội sẽ khoảng 649 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh là 638 triệu và 619 triệu tại tỉnh thành khác. Do vậy sau khi giảm trừ ưu đãi thì giá xe vẫn còn cao nhất khoảng 589 triệu. Toyota Raize thuộc phân khúc SUV hạng A với thông số dài rộng cao tương ứng 4030mm, 1710mm, 1605mm, trục cơ sở đạt 2525mm, được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA của hãng Hyundai Hachu, giúp gia tăng khả năng cứng vững, đảm bảo trọng lượng nhẹ, tối ưu khả năng vận hành. Thiết kế tổng thể của Toyota Raize có phần cứng cáp hơn so với Kia Soul Net, ngoài ra không gian bên trong cũng có khá nhiều tiện ích như cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch có thể thay đổi giao diện, hỗ trợ Apple CarPlay cùng các tính năng an toàn chủ động khác. Nhưng khả năng vận hành của Toyota Raize 2023 chỉ được xem ở mức cơ bản, với máy xăng 1 lít tăng áp cho công suất 98 mã lực và 140 Nm đi kèm với hộp số vô cấp DCVT. Mức hiệu suất này có phần thấp hơn khi so với đối thủ trực tiếp là Kia Soul Net.